kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Ngô Như Tung, Hoàng Phác Dân, dịch giả Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh và nhà xuất bản Mũi Cà Mau. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 13 thiên. Sau đây là phần đầu, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Lời nói đầu. Tôn Tử, tên Vũ hay Võ, tự Trường Khanh, không rõ năm sinh năm mất, ước chừng đồng thời với Khổng Tử. Cuối thời Xuân Thu, năm 551 đến 479 trước Công Nguyên, người Lạc An, nước Tề, nay là huyện Huệ Dân, tỉnh Sơn Đông, được coi là nhà lý luận quân sự nổi bật nhất thời cổ đại Trung Quốc. Binh pháp Tôn Tử là tác phẩm lý luận quân sự sớm nhất và xuất sắc nhất trong Vũ Kinh Thất Thư, 7 cuốn binh thư được lưu truyền rộng rãi nhất ở Trung Quốc. Theo các nhà khoa học quân sự hiện đại của Trung Quốc, Binh pháp Tôn Tử chứa đựng những tư tưởng triết học quân sự sâu sắc và hoàn chỉnh. 13 thiên binh pháp của Tôn Tử đã tổng kết những kinh nghiệm chiến tranh của Trung Quốc thời cổ đại, đúc thành một hệ thống lý luận quân sự tinh thâm uyên bác, đã từng bồi dưỡng nên những vị quân sư thiên tài trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc như Tôn Tẫn mà nhiều nhà sử học cho là cháu đích tôn của Tôn Tử. Quý Liêu thời Chiến Quốc, Hàn Tín đời Hán, Lý Tịnh đời Đường, Nhạc Phi đời Tống và nhiều danh tướng khác nữa. Các nhà sử học cho rằng tất cả những mưu lược được truyền tụng lâu nay trong Tam Quốc Chí về cơ bản đều lấy trong Binh pháp Tôn Tử. Trong tác phẩm quân sự nổi tiếng, làm cơ sở lý luận cho chiến tranh cách mạng Trung Quốc, cuốn Luận Trì Cửu Chiến, bàn về đánh lâu dài, lãnh tụ Mao Trạch Đông đã nhắc đến phương châm biết người biết ta, trăm trận không nguy của Tôn Tử và coi đó là một chân lý khoa học. Các tướng lãnh Trung Quốc có nhiều người nghiên cứu rất sâu binh pháp Tôn Tử, nổi tiếng nhất là nguyên soái Lưu Bá Thừa và đại tướng Quách Hóa Nhược. Ở Việt Nam, thế kỷ thứ 13, đời Trần, trong cuốn Binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn cho các tướng sĩ học tập, có trích dẫn nhiều đoạn trong binh pháp Tôn Tử. Cuốn Binh thư yếu lược hiện còn lưu hành, được biết là do người đời sau viết lại, bản gốc đã thất truyền, nhưng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, người bạn chiến đấu của Trần Quốc Tuấn, đã viết trong lời giới thiệu sách Vạn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư. Tôn Vũ nước Ngô đem nữ nhân trong cung thử tập trận, mà phía Tây phá nước Sở mạnh, phía Bắc làm nước Tần, nước Tấn phải sợ, nêu cao danh tiếng với các nước chư hầu, thế là người giỏi bày trận thì không cần đánh vậy. Như thế chúng ta thấy, ít nhất từ đời nhà Trần, các tướng lãnh Việt Nam 3 lần đánh quân Nguyên, 3 lần thắng, đều tinh thông binh pháp của Tôn Tử. Đến thời hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dịch binh pháp Tôn Tử làm tài liệu huấn luyện cho các cán bộ quân sự cách mạng trên chiến khu Việt Bắc. Người đã viết về phép dụng binh của Tôn Tử như sau. Ông Tôn Tử là một nhà quân sự nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 năm trước. Ngày nay, chẳng những trường học Trung Quốc mà trường học quân sự các nước cũng lấy phép dụng binh của ông làm gốc và ra sức nghiên cứu. Về phép ông Tôn Tử, tuy đã lâu đời, nhưng những nguyên tắc của ông đến nay vẫn đúng. Nguyên tắc dụng binh của Tôn Tử chẳng những đúng về quân sự mà về chính trị cũng rất hay. Cuốn Binh pháp Tôn Tử mà các bạn đang cầm trong tay được xuất bản cũng không ngoài tinh thần đó. Đại tướng Quách Hóa Nhược, nhà lý luận quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, được mời viết lời giới thiệu. Ông viết, bộ truyện này có giá trị đặc sắc về học thuật, các sự kiện được chọn lựa một cách nghiêm túc, trung thành với các sự thực lịch sử, phù hợp với tư tưởng chủ đạo của binh pháp Tôn Tử, tập trung phản ánh tinh hoa của trước tác đó, thể hiện được trình độ nghiên cứu học thuật hiện nay đối với binh pháp Tôn Tử. Tính khoa học và tính giản dị dễ hiểu làm cho bộ sách này trở thành người thầy và người bạn tốt của đông đảo độc giả thanh thiếu niên Trung Quốc. Hai chuyên gia nhiều năm nghiên cứu binh pháp Tôn Tử ở Ban Nghiên cứu Chiến lược của Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc là Ngô Như Tung và Hoàng Phác Dân được giao trách nhiệm viết phần lời giới thiệu, tóm tắt nội dung 13 thiên binh pháp Tôn Tử, chú giải và thẩm định toàn bộ nội dung lời dẫn giải của hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, dùng để minh họa cho những luận điểm quân sự của Tôn Tử.
Phần dẫn giải các trận đánh nói trên, nhà xuất bản đã mời các giáo sư, giảng viên đại học hữu quan biên soạn dựa theo các sử liệu. Tham khảo bộ sách Trung Quốc cổ đại chiến tranh chiến lệ tuyển biên của Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc và Bộ Trung Quốc Quân sự sử. Nhà xuất bản hy vọng cuốn Binh pháp Tôn Tử này sẽ đem lại cho các bạn độc giả những giờ phút thoải mái và bổ ích. Nhà xuất bản Mũi Cà Mau. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên một cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Thiên một kế. Binh giả quốc chi đại sự. Tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát giã. Cố kinh chi dĩ ngũ, hiệu chi dĩ kế nhi sách kỳ tình. Viết nhất đạo, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết tướng, ngũ viết pháp. Đạo giả, lệnh dân giữ thượng đồng ý giả giã. Cố khả giữ chi tử, khả giữ chi sinh, nhi bất ngụy giã. Thiên giả âm dương, hàn thử, thời chế giã. Địa giả cao hạ, viễn cận hiểm dị, quảng hiệp, tử sinh giã. Tướng giả trí, tín, nhân, dũng, nghiêm giã. Pháp giả khúc chế, quan đạo, chủ dụng giã. Phàm thử ngũ giả, tướng mạc bất văn. Chi chi giả thắng, bất chi chi giả bất thắng. Cố hiệu chi dĩ kế, nhi sách kỳ tình. Viết: Chúa thục hữu đạo, tướng thục hữu năng, thiên địa thục đắc, pháp lệnh thục hành, binh chúng thục cường, sĩ tốt thục luyện, thưởng phạt thục minh. Ngô dĩ thử chi thắng phụ hỷ. Tướng thính ngô kế, dụng chi tất thắng, lưu chi. Tướng bất thính ngô kế, dụng chi tất bại, khử chi. Kế lợi dĩ thính, nãi vi chi thế, dĩ tá kỳ ngoại. Thế giả, nhân lợi nhi chế quyền giã. Binh giả, ngụy đạo giã. Cố năng nhi thị, chi bất năng. Dụng nhi thị, chi bất dụng. Cận nhi thị, chi viễn. Viễn nhi thị, chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi nạo chi, ti nhi kiêu chi, giật nhi lao chi, thân nhi ly chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Thử binh gia chi thắng, bất khả tiên truyền giã. Phù vị chiến nhi miếu toán thắng giả, đắc toán đa giã. Vị chiến nhi miếu toán bất thắng giả, đắc toán thiểu giã. Đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống ư vô toán hồ. Ngô dĩ thử quan chi, thắng phụ kiến hỷ. Dịch nghĩa: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, nó liên quan đến sự sống còn của quân dân, sự tồn vong của đất nước, cho nên không thể không suy xét kỹ lưỡng. Bởi thế, phải thông qua việc phân tích 5 phương diện địch ta mà xem xét tình thế thắng bại của cuộc chiến. 5 phương diện ấy, 1 là chính trị, 2 là thiên thời, 3 là địa lợi, 4 là tướng lĩnh, 5 là pháp chế. Chính trị làm sao cho dân cùng ý nguyện với vua, từ đó có thể kêu gọi họ vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sai tấc lòng. Thiên thời là chỉ ngày đêm, mưa nắng, nóng lạnh, sự biến đổi thời tiết 4 mùa. Địa lợi là chỉ hình thế cao thấp của đất, đường xa lối gần, điều kiện hiểm trở, bằng phẳng, rộng hẹp, sinh địa, tử địa, vân vân. Tướng lĩnh là chỉ mưu trí, thành tín, nhân từ, dũng cảm, nghiêm minh. Pháp chế là chỉ cách tổ chức biên chế quân đội, quản lý tướng sĩ, quân nhu. Phàm 5 phương diện đó, tướng soái không thể không biết. Hiểu biết rõ thì giành phần thắng, không hiểu biết rõ thì không thể giành phần thắng. Cho nên, phải thông qua so sánh 7 tình huống đôi bên để xác định sự thắng bại của chiến cuộc. 7 tình huống đó là: Chúa bên nào có chính nghĩa, tướng lĩnh bên nào có tài năng, bên nào giành được thiên thời địa lợi, pháp lệnh bên nào được chấp hành triệt để, vũ khí trang bị bên nào tốt hơn, sĩ tốt bên nào được huấn luyện thành thạo, thưởng phạt bên nào công minh. Căn cứ vào đó, ta đủ đoán biết ai thắng ai bại. Nếu biết nghe theo mưu kế của ta, dụng binh tất thắng, ta lưu lại. Nếu không nghe theo mưu kế của ta, dụng binh ắt bại, ta bỏ đi. Đã nghe theo mưu kế hay, tức là đã tạo nên lợi thế, làm điều kiện bổ trợ ở bên ngoài. Nói lợi thế, tức là mượn điều kiện có lợi cho mình, linh hoạt ứng biến, nắm chắc quyền chủ động tác chiến. Dùng binh nên theo nguyên tắc giả trái. Cho nên, có thể đánh mà làm bộ không thể đánh. Muốn đánh mà làm bộ không cần đánh. Muốn đến gần
mà làm như lùi ra xa. Muốn lùi ra xa mà làm bộ tới gần. Địch tham lợi thì dùng lợi nhỏ mà dụ địch. Địch rối loạn thì thừa cơ tiến đánh. Lực lượng địch đủ mạnh thì phải chú ý đề phòng. Quân địch tinh nhuệ hùng mạnh thì tạm thời né tránh. Địch hung hăng thì ta quấy nhiễu. Địch dè dặt thận trọng thì ta làm cho nó trở nên kiêu ngạo. Địch nghỉ ngơi dưỡng sức thì ta làm cho nó mỏi mệt. Địch đoàn kết thì ta ly gián nó. Địch không đề phòng thì ta tiến đánh, ra quân bất ngờ. Đó là sự ảo diệu của người cầm quân, không thể hướng dẫn, tiên liệu trước một cách cứng nhắc. Chưa lâm chiến mà đã tính toán được phần thắng là nhờ kế hoạch chu đáo, điều kiện thắng lợi có đủ. Chưa lâm chiến mà tiêu liệu không thể thắng là do kế sách không chu đáo, điều kiện thắng lợi chưa đầy đủ. Kế sách chu đáo, điều kiện đầy đủ thì giành phần thắng. Kế sách sơ hở, điều kiện chưa đủ thì sẽ thất bại. Huống hồ, không có cả kế sách lẫn điều kiện. Ta căn cứ vào đó mà xét thì thấy ngay ai thắng ai thua. Tóm tắt nội dung. Kế là thiên đầu tiên của binh pháp Tôn Tử, có ý nghĩa nêu ra những điều thiết yếu nhất trong toàn bộ 13 thiên. Ở thiên này, Tôn Tử tập trung trình bày vấn đề người chỉ đạo chiến tranh trước khi lâm chiến phải có kế hoạch toàn cục như thế nào. Tôn Tử xuất phát từ nhận thức rằng chiến tranh là đại sự của quốc gia, mà nhấn mạnh tính trọng yếu của việc hoạch định chiến lược trước khi lâm chiến, tức là thông qua việc xem xét và so sánh 5 phương diện, 7 tình huống, tức là những điều kiện khách quan giữa ta và địch, mà tính toán chính xác xu thế thắng bại một cách toàn diện, rồi trên cơ sở đó quyết định quyết sách chiến lược của mình cho đúng đắn. Ở thiên này, Tôn Tử còn đề xuất lý luận về việc tích cực tạo thế, giành lấy phần thắng trong chiến tranh. Ông chủ trương phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của người chỉ đạo chiến tranh là phải phân tích, nắm vững các điều kiện, tạo nên lợi thế về chiến lược, chiến thuật, từ đó bảo đảm chỗ đứng thắng lợi cho mình trong cuộc chiến. Để tạo nên ưu thế chủ động trên chiến trường, Tôn Tử đề xuất nguyên tắc tác chiến chứ danh. Địch không đề phòng thì ta tiến đánh, ra quân bất ngờ. Nhấn mạnh việc cơ động linh hoạt, biến hóa mau lẹ. Dùng lối đánh lừa khi địch ngộ địch mà tấn công và tiêu diệt đối phương. Đạo giả, lệnh dân giữ thượng đồng ý giã, cố khả giữ chi tử, khả giữ chi sinh, nhi bất ngụy giã. Chính trị là làm sao cho dân cùng ý nguyện với vua, từ đó có thể kêu gọi vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sai tức lòng. Chính nghĩa thắng phi nghĩa, võ vương diệt chủ vương. Cuối đời Ân Thương, thủy tổ nhà Thương đóng đô ở đất Bạc, đất này có biệt danh là Ân. Nên có lúc đời hiệu là Ân, nên cũng gọi là Ân Thương. Thế nước mỗi ngày một suy yếu. Khoảng năm 1099 trước công nguyên, Đế Tân Trụ Vương nối ngôi. Chiến tranh liên miên đã khiến dân chúng thêm lầm than, nhưng Trụ Vương còn tăng thêm phu phen lao dịch để xây cất cung điện, mở rộng kinh đô đến tận Triều Ca, huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam. Để thỏa mãn cuộc sống hoang dâm xa xỉ cực độ của mình, Trụ Vương ra sức vơ vét của cải của dân chúng và của các nước chư hầu, khiến cho những người nô lệ bị áp bức ngày một căm phẫn, liên tiếp nổi lên phản kháng, nhưng đều bị Trụ Vương đàn áp tàn khốc. Chế độ tàn bạo và hủ bại của Trụ Vương làm cho cả xã hội lung lay. Lúc đó có một bộ lạc cổ xưa, họ Cơ, là tộc Chu, lặng lẽ nổi dậy ở Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Cơ Xương, tức Chu Văn Vương sau này, giữ chức Tây Bá, cai quản các nước chư hầu phía Tây của nhà Thương, ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, tích lũy lực lượng ở Trung Nguyên, chờ cơ hội diệt Thương. Trụ Vương lo sợ, bắt Cơ Xương giam cầm tại Dũ Lý, Bắc huyện Thanh Dương, tỉnh Hà Nam. Con trai của Cơ Xương là Cơ Phát, tức Chu Võ Vương sau này, thương nghị với đại thần Hoàng Yêu, lợi dụng sự hiếu sắc tham tài của Trụ Vương, cứu Cơ Xương thoát cảnh giam cầm. Cơ Xương trở về, liền chọn Lã Thượng, còn gọi là Lã Vọng hay Khương Thượng Tử Nha, một hiền sĩ văn võ kiêm toàn, lại am hiểu nội bộ nhà Thương, làm phò tá, tích cực chuẩn bị lật đổ nhà Thương. Cơ Xương tiếp tục phát triển sản xuất, làm cho dân đủ no, nước mạnh thêm, tu đức thành thiện, thu phục nhân tâm. Bữa nọ khi người ta đào mương, thấy một bộ xương bị coi là vô chủ. Cơ Xương nói, ta làm chủ một nước, người chết kia là dân trong nước, sao lại bảo là bộ xương vô chủ?
Cơ Xương cho mai táng bộ xương hết sức chu đáo. Tiếng lành đồn xa, dân chúng đều nói, đến một nắm xương còn được Tây Bá ban ơn, huống hồ đối với người sống. Từ đó nhiều nhân tài lũ lượt bỏ nhà thương đi theo Cơ Xương. Khoảng năm 1070 trước công nguyên, Chu Văn Vương qua đời. Cơ Phát nối ngôi cha, hiệu là Võ Vương. Năm thứ hai sau khi lên ngôi, Chu Võ Vương rước linh vị Văn Vương tiến quân về phía đông, triệu các chư hầu, thiên hạ tới hội mình. Quân đến Mạnh Tân, tỉnh Hà Nam thì có 800 chư hầu đến hội mình. Võ Vương chỉ huy các đạo binh mã chư hầu tiến hành diễn tập vượt sông, chuẩn bị đi diệt Chu. Tháng Giêng năm 1066 trước công nguyên, Chu Võ Vương triệu tập chư hầu, thống lĩnh hơn 300 binh xa, 3.000 dũng sĩ, 4.000-5.000 giáp sĩ, liên hợp các bộ lạc, tổng cộng trên 6.000 người, vượt sông Diễn Hà tiến về Triều Ca. Chu Vương hoảng hốt tìm cách đối phó, nhưng quân chủ lực đang ở chiến trường Đông Nam xa xôi. Chu Vương miễn cưỡng tập hợp 17.000 nô lệ và tù binh để ứng chiến. Quân của Chu Vương tuy đông gấp mấy lần quân Chu, nhưng nô lệ và tù binh vốn căm hờn Chu Vương. Vừa thấy quân Chu xông tới liền bỏ chạy, nhiều người còn quay giáo đánh lại chủ nô. Chu Vương thấy tình thế đại bại, vội rút chạy về Triều Ca, vận bộ long bào và bước lên giàn lửa tự thiêu. Pháp giả khúc chế quan đạo chủ dụng dã. Pháp chế là chỉ cách tổ chức biên chế quân đội, quản lý tướng sĩ quân nhu. Tề Hoàn Công nuôi binh trong dân. Năm Chu Trang Công thứ 12, tức năm 685 trước công nguyên, công tử nước Tề là Tiểu Bạch giết anh mình là công tử Củ lên ngôi vua, xưng là Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công muốn phong cho Bảo Thúc Nha là người có công làm thừa tướng, nhưng ông nhất quyết tiến cử Quản Trọng vì cho rằng Quản Trọng tài giỏi, có thể phò tá Tề Hoàn Công trị quốc xưng bá. Vì muốn xây dựng nghiệp bá, Tề Hoàn Công quên mối thù Quản Trọng từng giúp công tử Củ, dùng tên bắn mình, bằng lòng trọng dụng Quản Trọng. Quản Trọng đề xướng chính sách xóa bỏ chế độ công điền, giảm nhẹ thuế má và hình phạt, thiết lập quy chế làm muối và bán muối, chế tác nông cụ, đúc tiền, chỉnh đốn vật giá, cho phép sĩ, nông, công, thương được góp ý kiến vào việc trị quốc. Tề Hoàn Công nghe xong, hỏi thêm. Phương sách trị quốc của Trọng Phụ thật là cao kiến, khiến cho quả nhân thoát khỏi bế tắc. Hiểm nỗi quân lực nước Tề còn yếu, khó bề uy phục bốn phương, mà muốn tăng quân thì lại không có tiền. Chẳng hay Trọng Phụ có cách gì? Quản Trọng đáp. Xưa nay, quân cốt tinh, không cốt đông, cốt mạnh về tâm chứ không cần mạnh về lực. Chỉ cần thiên hạ đồng tâm hiệp lực thì có thể giành chiến thắng. Bệ hạ nên ẩn cái danh mà trọng cái thực, có thể dùng cách nuôi binh trong dân. Đó là cách ít tốn kém mà hiệu quả cao, vừa xây dựng được một đội quân hùng mạnh mà ngoại bang lại không hay biết. Quản Trọng thấy Tề Hoàn Công nghiêm trang lắng nghe, bèn tiếp. Thần đã suy xét kỹ, cả nước Tề có thể chia thành 21 hương, trong đó công thương 6 hương, sĩ 15 hương. Công thương chuyên tâm kinh thương, tích lũy tiền của cho quốc gia, bãi miễn quân dịch. Sĩ hương tức nông hương. Thời bình do giáp sĩ quản lý nông phu làm ruộng, thời chiến do giáp sĩ chỉ huy nông phu tác chiến. Cứ năm nhà biên chế thành một quỹ, 10 quỹ là một lý, 4 lý thành một liên, 10 liên thành một hương, 5 hương thành một quân. Mỗi nhà cử một người, 5 người thành một ngũ, ngũ có quỹ trưởng, 200 người thành một tốt, tốt có liên trưởng, 2.000 người thành một lữ, lữ có hương lương nhân, 5 lữ tức 1.000 người là một quân. 15 hương cộng có 3.000 người, phân làm 3 quân. Như vậy, binh sĩ tức là nông dân, lúc thời vụ thì làm việc nhà nông, lúc nông nhàn thì luyện tập. Khi chiến tranh, bệ hạ có thể điều động, tập trung họ lại thành quân đội tác chiến. Trên chiến trường, mọi người vốn quen biết nhau, chiến đấu trong đêm tối, họ cũng có thể nhận ra giọng nói của nhau. Một quân đội như thế, sống cùng vui, chết cùng buồn, phòng thủ thì kiên cố, chiến đấu thì hùng mạnh, đủ sức tung hoành khắp thiên hạ. Tề Hoàn Công khen hay và phong Quản Trọng làm thừa tướng. Quản Trọng lập tức áp dụng pháp chế nuôi binh trong dân, kiến lập quân đội. Năm Chu Hy Vương thứ 2, tức năm 680 trước công nguyên. Tại Quyên, nước Tề hội mình với bốn nước, Tống, Trần, Vệ, Trịnh, bắt đầu xưng bá. Trong thời gian Quản Trọng làm thừa tướng, Tề Hoàn Công phía Bắc chinh phục hai tộc, Nhung, Địch, phía Nam trấn áp Kinh, Sở, trở thành đệ nhất bá chủ thời Xuân Thu, bảo vệ và phát triển ở mức nhất định nền văn hóa tiến bộ ở vùng Trung Nguyên.
Khổng Tử từng cảm khái thốt lên, nếu không có Quản Trọng, chúng ta hẳn đều bị bọn Man Di lăng nhục. Hiệu Chi Dĩ Kế, Nhi Sách Kỳ Tình, viết: Chúa thục hữu đạo, tướng thục hữu năng, thiên địa thục đắc, pháp lệnh thục hành, binh chúng thục cường, sĩ tốt thục luyện, thưởng phạt thục minh, Ngô Dĩ thử chi thắng phụ hỷ. Phải thông qua so sánh 7 tình huống đôi bên để xác định sự thắng bại của chiến cuộc, đó là chúa bên nào có chính nghĩa, tướng bên nào có tài năng, bên nào giành được thiên thời địa lợi, pháp lệnh bên nào được chấp hành triệt để, vũ khí trang bị bên nào tốt hơn, sĩ tốt bên nào được huấn luyện thành thạo, thưởng phạt bên nào công minh. Ta căn cứ vào đó, đủ biết bên nào thắng bại. Tào Tháo đánh trận Quan Độ. Cuối thời Đông Hán, tại khu vực rộng lớn ở phía Nam và phía Bắc Hoàng Hà, đã dần dần hình thành hai tập đoàn lớn là Viên Thiệu và Tào Tháo. Đến năm Hán Hiến Đế Kiến An thứ tư năm 199, về cơ bản, Viên Thiệu đã chiếm toàn bộ địa khu từ Hạ Du Hoàng Hà trở lên phía Bắc, với lực lượng mấy chục vạn quân, khi cần có thể tiến đánh, khi lui có thể trấn giữ địa lợi. Tháng 6 năm đó, Viên Thiệu lựa 10 vạn tinh binh, 4 vạn chiến mã, dự định tiến xuống phía Nam, lấy thành Hứa Xương, lúc này là kinh đô của Hán Hiến Đế, để thực hiện mục đích tranh thiên hạ phía Nam của mình. Để giành quyền chủ động về chiến lược, tháng 8 năm đó, Tào Tháo sai Tương Tạng Bá đem tinh binh từ Lang Tà tiến vào Thanh Châu để kiềm chế Viên Thiệu, củng cố cánh phải, đề phòng Viên Thiệu từ phía đông tập kích Hứa Xương. Cũng trong tháng đó, Tào Tháo lệnh cho tướng Bình Lỗ là Vu Cấm đem 2.000 quân trấn giữ Diên Tân là bến xa ngang trọng yếu bên bờ Nam Hoàng Hà, phía bắc của huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam, này đã bị vùi lấp, hiệp trợ thái thú Đông Quận là Lưu Diên trấn giữ Bạch Mã, ngăn chặn quân Viên Thiệu vượt sông tiến xuống phía Nam. Tháng 9, Tào Tháo thấy Viên Thiệu đông quân hơn mình, Hoàng Hà lại trải dài ngàn dặm, khó bề phòng giữ chu đáo mọi chỗ, cũng không thể trải hết binh lực ra ngăn chặn suốt dòng sông. Suy đi tính lại, quyết định dồn chủ lực, đóng tại Quan Độ để thu hút mũi tiến công chính diện của Viên Thiệu. Tháng chạp, giữa lúc Tào Tháo đang bố trí lực lượng chống Viên Thiệu, thì Lưu Bị giấy binh đánh Tào, chiếm Hạ Bì, rồi cử người đi liên kết với Viên Thiệu, hợp lực tiến công Tào Tháo. Tào Tháo lâm vào tình thế bị địch giáp công hai mặt. Sau khi phân tích tình hình cùng các mưu sĩ, Tào Tháo chủ trương trước đánh Lưu Bị, sau mới đánh Viên Thiệu. Sau khi Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, đem quân trở về Quan Độ, Viên Thiệu mới tính đánh Hứa Xương. Tháng 2 năm Kiến An thứ 5, tức năm 200, Viên Thiệu tiến quân đến Lê Dương. Mưu sĩ Tuân Du kiến nghị với Tào Tháo hãy đem quân đi trước tới Diên Tân, giả bộ vượt sông đánh vào hậu phương Viên Thiệu, buộc Viên Thiệu phải chia quân ra ứng chiến, sau đó lại phái một lực lượng nhỏ gấp rút tiến công Viên Thiệu ở Bạch Mã, Dương Đông kích Tây, đánh vào chỗ đối phương không phòng bị, thì có thể đánh bại Nhan Lương. Tào Tháo nghe theo kế của Tuân Du, quả nhiên Viên Thiệu chưa binh tới Diên Tân. Tào Tháo liền thừa cơ thống khinh kỵ, phái Trương Liêu, Quan Vũ làm tiên phong tiến gấp tới Bạch Mã. Khi quân Tào còn cách Bạch Mã chừng 10 dặm, Nhan Lương mới phát giác, vội vã đem quân nghênh chiến. Quan Vũ mau chóng áp sát quân của Nhan Lương, chém giết Nhan Lương, quân Viên Thiệu thua to. Sau khi giải vây cho Bạch Mã, Tào Tháo đưa dân chúng nơi đây men theo Hoàng Hà rút về phía tây. Viên Thiệu đem quân đuổi theo. Tào Tháo chỉ còn 600 kỵ binh phía nam Bạch Mã, trong khi quân Viên Thiệu đông tới 5-6.000 kỵ binh, đằng sau còn có một bộ binh bám sát. Tào Tháo hạ lệnh cho sĩ tốt cởi bỏ yên ngựa và quẳng mọi của cải sang hai bên đường để dụ địch. Quả nhiên quân Viên Thiệu tranh nhau thu nhặt của cải. Bấy giờ quân Tào đột nhiên nhảy lên mình ngựa phản công. Cuối cùng đánh bại quân Viên Thiệu tại Bạch Mã, giết chết Văn Xú và an toàn trở về Quan Độ. Viên Thiệu tuy gặp bất lợi nhưng binh lực vẫn chiếm ưu thế so với quân Tào. Tháng 7, Viên Thiệu lại chuẩn bị tiến công phía Nam đánh Hứa Xương. Tháng 8, chủ lực của Viên Thiệu tiếp cận Quan Độ, lập doanh trại liên tiếp, kéo dài mấy chục dặm từ đông sang tây. Tào Tháo cũng dựng trại đối diện với trại của quân Viên Thiệu. Tháng 9, quân Viên Thiệu dựng lên các vọng lâu, tức đài quan sát, đắp đất cao như núi và sai cung thủ dùng tên bắn sang doanh trại quân Tào. Quân Tào phải dùng mộc che đỡ mới đi lại được. Mưu sĩ Lưu Hoa bày kế với Tào Tháo, dùng các xe bắn đá để bắn phá các vọng lâu của quân Viên Thiệu.
Tào Tháo lập tức hạ lệnh cho thợ chế tạo xe bắn đá. Các xe bắn đá nhanh chóng được chế tạo, vừa đem dùng thử đã thấy ngay uy lực. Các tảng đá bay sang phía doanh trại quân Viên Thiệu, rơi ầm ầm như sấm sét, các vọng lâu cao ngất bị phá nát hoàn toàn. Đôi bên cứ giằng co như vậy liền 3 tháng. Trong doanh trại quân Tào, tình hình ngày một khó khăn, đúng như nhận định của Tư Thụ. Lương thực tiếp tế không đủ, binh sĩ dần dần mỏi mệt. Tào Tháo suy tính rằng nếu kéo dài tình trạng này sẽ bất lợi cho mình, định đem quân lui về Hứa Xương, bèn viết thư hỏi ý kiến của Tuân Úc. Tuân Úc tuy ở Hứa Xương nhưng nắm rất vững tình hình ngoài mặt trận. Trong thư phúc đáp, Tuân Úc viết: quân ta dùng một lực lượng bằng 1/10 của đối phương mà đã chặn lấy yết hầu của kẻ địch, không cho chúng tiến lên đã hơn nửa năm. Trước mắt, quân Viên Thiệu đã mất 2 tướng, binh tuy đông nhưng thế công đã yếu, lúc này nên tìm cơ hội xuất kỳ, chế thắng, thần tốc đánh bại quân địch. Niềm tin của Tuân Úc củng cố thêm lòng tin cho Tào Tháo. Khi được tin thám báo có mấy ngàn xe lương của Viên Thiệu đang chuyển vận về phía quan độ, Tào Tháo liền phái 2 tướng Từ Hoảng, Từ Mỗi đem binh đi đánh phá. 2 tướng Từ Sử bí mật xuất phát, chặn đoàn xe lương quân Viên Thiệu giữa đường. Tướng hộ tống vận lương là Hàn Mãnh không địch nổi phải bỏ chạy. 2 tướng Từ Sử liền cho lính đốt toàn bộ mấy ngàn xe lương, khiến quân Viên Thiệu càng thêm khó khăn. Sau đó Viên Thiệu lại phái đoàn xe lương gấp rút đi tiếp tế. Lần này, sai đại tướng Thuần Vu Quỳnh dẫn hàng vạn lính hộ tống, đem chứa ở kho Cố Thị và kho Ô Sào. Nhớ bài học đoàn xe lương bị đốt phá lần trước, Thư Thụ khuyên Viên Thiệu cử một đại tướng đem quân tới hiệp trợ Thuần Vu Quỳnh bảo vệ kho lương, đề phòng quân Tào tập kích. Viên Thiệu một lần nữa không nghe. Mưu sĩ Hứa Du còn kiến nghị với Viên Thiệu: chủ lực của Tào Tháo hiện thời hoàn toàn đóng ở quan độ, thành Hứa Xương tất bỏ trống. Nếu ta dùng khinh binh lặng lẽ đang đêm tập kích Hứa Đô, mượn tiếng phụ nghênh hiến đế, dựa vào đó để thảo phạt thì có thể bắt sống Tào Tháo. Viên Thiệu lại gạt đi. Cùng thời gian đó, Thẩm Phối bắt giữ gia quyến của Hứa Du, phao tin gia quyến Hứa Du phạm pháp. Hứa Du cả giận liền bỏ doanh trại Viên Thiệu mà sang hàng Tào Tháo. Được Tào Tháo hậu đãi, Hứa Du hiến kế: hiện nay hơn 1 vạn xe lương của Viên Thiệu chất tại Cố Thị và Ô Sào do Thần Vu Quỳnh coi giữ. Nếu minh công dùng khinh binh tập kích bất ngờ, đốt hết lương thảo thì nội trong 3 ngày chẳng đánh quân Viên Thiệu cũng tan. Kiến nghị của Hứa Du vừa hay lại vừa phù hợp với ý đồ tìm cơ hội xuất kỳ chế thắng của Tào Tháo. Do vậy, Tào Tháo coi trận tập kích Ô Sào là trận đánh có quan hệ trọng yếu tới thắng bại toàn cục. Tào Tháo đích thân dẫn 5.000 quân mã cầm cờ hiệu quân Viên Thiệu, người ngậm tăm, ngựa buộc miệng, mỗi người mang theo một bó cỏ, lợi dụng đêm tối theo đường nhỏ tới Ô Sào. Khi đến sau trại, quân Tào mới tức thời bủa vây và phóng hỏa, rồi xông lên chém giết. Thuần Vu Quỳnh không cản nổi, phải rút vào dinh lũy cố thủ. Viên Thiệu được cấp báo kho lương Ô Sào bị đánh phá, đã không nghe lời Trương Cáp nên đi cứu Ô Sào, mà lại đi nghe lời Quách Đồ đi đánh doanh trại quân Tào. Tào Tháo tất phải đem quân về cứu. Viên Thiệu sai 2 tướng Cao Lãm, Trương Cáp đem quân đánh doanh trại quân Tào, chỉ phái 1 đội kỵ binh nhỏ đi cứu Ô Sào. Quân vào báo với Tào Tháo là Viên Thiệu cho kỵ binh cứu viện sắp tới Ô Sào, xin được chia binh ra ngăn chặn. Tào Tháo đã có tính toán từ trước, chỉ đáp: bao giờ chúng đến sau lưng ta, các người hãy báo. Thế là sĩ tốt liều chết tấn công, giết Thuần Vu Quỳnh, đốt sạch kho lương. Đại doanh của quân Tào kiên cố, phòng bị nghiêm ngặt, 2 tướng Cao Lãm, Trương Cáp đánh không nổi phải rút về. Đồng thời, tin kho lương Ô Sào bị thiêu trụi lan truyền trong quân Thiệu, ai nấy dao động bàn tán xôn xao. Bọn Quách Đồ sợ bị truy cứu trách nhiệm, liền gièm pha đổ lỗi cho Trương Cáp. Trương Cáp trước nay một dạ trung thành, bị đổ oan, hết sức phẫn uất, bèn cùng Cao Lãm sang hàng Tào Tháo. Quân Viên Thiệu náo loạn, sĩ khí sa sút hẳn. Tào Tháo thừa kế chia quân làm 3 đường tấn công Viên Thiệu. Sức chiến đấu của quân Viên Thiệu đã suy sụp, lại không phối hợp được với nhau nên đại bại, bị tiêu diệt hơn 7 vạn quân. Thế giả nhân lợi nhi chế quyền giã. Nói lợi thế tức là mượn điều kiện có lợi cho mình, linh hoạt ứng biến, nắm chắc quyền chủ động tác chiến.
Tần Vương chủ động diệt 6 nước. Giữa thế kỷ thứ tư trước công nguyên, Tần Hiếu Công trọng dụng Thương Ưởng, thay đổi phép tắc luật lệ. Sau một thế kỷ phát triển, đến khi Tần Vương Doanh Chính lên ngôi năm 246 trước công nguyên, Tần đã trở thành một nước lớn, mạnh và giàu. Năm Tần Vương Chính thứ 9, tức năm 238 trước công nguyên, Doanh Chính 22 tuổi, bắt đầu nắm hết quyền hành. Loại bỏ thừa tướng Lã Bất Vi và Trường Tín Hầu Lao Ái và các thế lực phản loạn, bắt đầu chế định chiến lược và sách lược thống nhất 6 nước. Doanh Chính biết dùng người tài, bất kể là người nước Tần hay nước khác, nếu trung thành phục vụ Tần Vương đều được trọng dụng. Như Lý Tư, người nước Sở, Úy Liêu, người nước Ngụy, được Doanh Chính giao cho chức trưởng sử, quốc úy, đã đề xuất cho ông sách lược thống nhất 6 nước. Úy Liêu, tên Liêu, nhậm chức quốc úy nhà Tần nên xưng là Úy Liêu, cho rằng hiện thời quyết sách của 6 nước đều do các hào thần mỗi nước khống chế, mà những hào thần ấy vị nào cũng chỉ mưu lợi riêng, chẳng nghĩ gì tới sự hưng vong của quốc gia. Nếu nước Tần dùng châu báu mua chuộc, các người đó sẽ chịu sự sai khiến của Tần. Lý Tư cho rằng trong 6 nước, Hàn là nước yếu nhất, lại ở sát phía đông nước Tần, nên phải chiếm lấy trước tiên. Tần Vương Doanh Chính nghe lời, cho người đem vàng bạc châu báu đi ngay các nước du thuyết. Sau hơn một năm hoạt động, kết quả đem lại rõ ràng, Tần đã mua chuộc được nhiều hào thần các nước, biết được không ít những điều cơ mật về chính trị và quân sự của 6 nước. Năm Tần Vương Chính thứ 11, tức năm 236 trước công nguyên, hai nước Triệu Yên đánh nhau, đại tướng Bàng Huyên của nước Triệu đem quân đánh Yên. Doanh Chính bàn với Lý Tư và Úy Liêu, quyết định tạm thời chưa đánh nước Hàn, mà thừa cơ nước Triệu bỏ trống, lấy danh nghĩa cứu nước Yên, chia quân làm hai đường tiến công nước Triệu. Điếu Nang Vương, nước Triệu, nghe tin hai đạo quân Tần tiến đánh, muốn mời lão tướng Liêm Pha trở lại cầm quân, liền sai thị vệ Đường Cửu mang tặng Liêm Pha một bức họa con nghê và 4 con ngựa khỏe, dặn, nếu thấy lão tướng còn tráng kiện, thì hãy thỉnh lão tướng ra cầm quân. Mưu sĩ của nước Triệu là Vương Ngao làm nội ứng cho nước Tần, lén đến gặp sủng thần của vua Triệu là Quách Khai, bàn cách ngăn cản không để Liêm Pha trở lại cầm quân. Quách Khai mời Đường Cửu tới Tư Dinh, tặng Đường Cửu nhiều vật quý, yêu cầu Đường Cửu trở về tâu với nhà vua rằng Liêm Pha đã giả yếu, không thể cầm quân đánh giặc. Đường Cửu sau khi nhận tặng phẩm của Quách Khai đến gặp Liêm Pha về tâu với vua Triệu. Liêm Pha còn có thể cưỡi ngựa ăn thịt nhưng đã mất hẳn khả năng khống chế đại tiểu tiện. Ngồi tiếp hạ thần trong thời gian ngắn mà phải 3 lần vào trong tiểu tiện. Vua Triệu thở dài. Liêm Pha quả thật là giả yếu mất rồi. Thế là không có ý định mời lão tướng nữa. Lúc này hai đạo quân của Tần đã đánh chiếm tất cả là 9 thành của nước Triệu. Trong năm đó, vua Triệu là Điếu Nang Vương vì lo buồn mà sinh bệnh từ trần. U Mậu Vương, Thiên, là con, lên nối ngôi. Năm Tần Vương Chính thứ 13, tức năm 234 trước công nguyên, đại tướng của Tần là Hoàn Ỷ đánh quân Triệu đại bại tại Bình Dương, diệt 10 vạn quân, giết tướng Triệu là Hộ Chiếp. Vương Thiên vội cho gọi danh tướng Lý Mục đang phòng chống Hung Nô về Triều, phong làm đại tướng quân chống lại quân Tần. Năm sau, quân Tần lại tiến đánh Nghi An. Lý Mục dẫn quân đến Ba Hạ nghênh chiến, đánh bại quân Tần ở trận Ba Hạ. Để thưởng công cho Lý Mục, vua Triệu phong cho Lý Mục làm võ an quân. Năm Tần Vương Chính thứ 15, tức năm 233 trước công nguyên, công tử Hàn Phi nước Hàn kiến nghị với Doanh Chính. Muốn thống nhất 6 nước phải phá tan thế hợp tung của họ, trước hết đánh Triệu Hàn, cô lập Sở Ngụy, lôi kéo Tề Yên. Đợi lấy xong Triệu Hàn sẽ tiêu diệt nước khác. Kiến nghị của Hàn Phi thể hiện trước đánh nước yếu, sau đánh nước mạnh, đánh từ gần đến xa. Mỗi đối thủ có phương châm riêng. Doanh Chính nghe theo, linh hoạt ứng biến, tu sửa hoàn thiện phương châm định trước. Thấy chưa thể diệt ngay nước Triệu, Doanh Chính nhất định tập trung đánh nước Hàn. Năm Tần Vương Chính thứ 16, tức năm 231 trước công nguyên. Trước tình thế, quân Tần ngày một lấn át, nước Hàn buộc phải dâng đất Nam Dương để cầu hòa. Tần phái nội sử Đặng đem quân tới tiếp nhận. Năm sau, tức năm 230 trước công nguyên, nội sử Đặng từ Nam Dương xuất quân tiến đánh kinh đô Dương Định, bắt sống Hàn Vương An. Nước Hàn diệt vong. Tần đem đất Hàn đổi thành quận Dĩnh Châu. Trong khi đó, nước Triệu bị hạn hán nghiêm trọng, kinh tế khó khăn, dân chúng đói khổ, tình hình nguy ngập. Doanh Chính liền chớp lấy thời cơ. Một năm sau, hạ lệnh cho Vương Tiễn và Đoan Hòa
chia quân làm hai đường tiến công nước Triệu. Vương Tiễn tiến đánh đất Tỉnh Hình, Tây Tỉnh Hình, tỉnh Hà Bắc. Đoan Hòa bao vây kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Vua Triệu lệnh cho Võ An Quân, Lý Mục và tướng Tư Mã Thượng ngăn chặn quân Tần. Đôi bên đánh nhau cả năm, quân Tần vẫn không thắng được. Lúc này mưu sĩ Vương Ngao của Tần lại nhận được mật lệnh đến đại doanh của lão tướng Vương Tiễn, nói: ý của Tần Vương là lão tướng hãy viết một bức thư cầu hòa gửi cho Lý Mục của quân Triệu, ta sẽ có cách làm cho Lý Mục thất bại. Vương Tiễn hiểu ra kế ly gián của Tần Vương, liền sai sứ giả đem thư sang doanh trại của Lý Mục đề nghị giảng hòa. Lý Mục cũng phái người mang thư trả lời, đồng ý đàm phán. Thế là sứ giả đôi bên cứ thế đem thư qua lại, đôi bên tạm ngưng chiến. Trong khi đó tại kinh đô Hàm Đan, Vương Ngao luôn lưu tới tư sinh của Quách Khai, nay tặng vàng, mai dâng ngọc, trở thành tri kỷ. Một bữa, Vương Ngao làm ra vẻ bí mật báo tin với Quách Khai. Lý Mục giao hảo với Vương Tiễn, ước định với nhau là sau khi dẹp xong nước Triệu sẽ phong cho Lý Mục làm vua. Quách Khai vội tâu với vua Triệu. Vua Triệu chưa tin, Quách Khai liền đề nghị nhà vua phái người đến quan sát doanh trại của Lý Mục. Quả nhiên, thấy Lý Mục và Vương Tiễn có thư tín qua lại với nhau. Vua Triệu có ý nghi ngờ, liền sai sứ giả mang chiếu chỉ đến đại bản doanh của Lý Mục, phong cho Triệu Thông làm đại tướng, buộc Lý Mục phải trao lại binh quyền cho Triệu Thông. Lý Mục thở dài. Đúng là họ muốn đẩy ta vào tình cảnh của Liêm Pha. Ông thừa biết Triệu Thông không phải là đối thủ của Vương Tiễn, nên không chịu giao quyền, đòi gặp vua Triệu. Sứ giả là tay chân của Quách Khai, liền lập mưu cùng Triệu Thông giết chết Lý Mục. Năm Tần Vương Chính thứ 19, năm 288 trước công nguyên, Vương Tiễn tiếp tục đánh Triệu. Quân Triệu do thay chủ tướng, chỉ huy sai lầm, sĩ khí sa sút nên đại bại, Triệu Thông bị giết. Quân Tần thừa thắng, tiến chiếm toàn bộ vùng đất phía đông Thái Hành Sơn, đến sát kinh đô Hàm Đan. Quân Tần bao vây Hàm Đan, vua Triệu vô kế khả thi, chỉ ở trong cung uống rượu giải sầu. Quách Khai ngầm cho người đem thư tới Vương Tiễn, đề nghị Tần Vương Doanh Chính thân chinh đến Hàm Đan thì sẽ tận lực khuyên vua Triệu đầu hàng. Tần Vương Doanh Chính quả nhiên thân chinh tới Hàm Đan. Vua Triệu ở trên mặt thành nhìn thấy cờ hiệu của Tần Vương thì càng kinh hoàng. Quách Khai nhân lúc ấy liền khuyên vua Triệu đem viên ngọc họ Hòa, tức ngọc quý, cùng bản đồ Hàm Đan dâng cho Tần Vương thì sẽ không bị giết. Vua Triệu không còn cách nào khác, đành tự mang lễ vật mở cửa thành ra hàng. Nước Triệu diệt vong. Khi quân Tần đang diệt Triệu, Vương Tiễn đã điều một lực lượng tập kết ở Trung Sơn, gần biên giới nước Yên. Thái tử Đan, nước Yên, thấy khó bề chống chọi với quân Tần, liền giao kết với các dũng sĩ, tổ chức ám sát Tần Vương Doanh Chính. Năm Tần Vương Chính thứ 20, năm 227 trước công nguyên, Thái tử Đan phái Kinh Kha và Tần Vũ Dương đi sang nước Tần, giả vờ hiến bản đồ nước Yên, kỳ thực nhằm thừa cơ ám sát Doanh Chính. Kinh Kha đến kinh đô Hàm Dương của nước Tần, khi dâng địa đồ liền rút dao đâm Doanh Chính, nhưng chưa đâm trúng thì đã bị giết. Doanh Chính liền hạ lệnh cho Vương Tiễn và Tân Thắng đem quân chinh phạt nước Yên. Không lâu sau, Vương Tiễn chiếm được kế đô của nước Yên. Doanh Chính muốn bắt Thái tử Đan là kẻ đã phái người đi ám sát mình, liền hạ cho tướng Lý Tín đem quân truy kích đánh bại quân Yên tại Diễn Thủy. Vua Yên hết đường bèn giết Thái tử Đan để tạ tội với Tần Vương và cầu hòa. Nhưng Doanh Chính hạ lệnh đánh tiếp xuống phía Nam, lập nước Yên mới. Đại bộ phận đất đai Nam Bắc Hoàng Hà đã bị Tần khống chế, chỉ còn trơ trọi nước Ngụy ở vùng Trung Hạ Du. Năm Tần Vương Chính thứ 22, năm 225 trước công nguyên, Doanh Chính phái con trai của lão tướng Vương Tiễn là Vương Bôn đem binh đánh Ngụy. Ngụy Vương vội cho tu sửa thành trì, đào hào sâu quanh thành, đồng thời sai sứ sang cầu cứu Tề. Nhưng đại thần Hậu Thắng nói với vua Tề: nếu cứu viện Ngụy, hậu quả sẽ khó lường. Vậy là nước Tề không xuất binh đi cứu Ngụy. Vương Bôn liên tiếp chiến thắng, nhanh chóng tiến tới kinh đô Đại Lương nước Ngụy bao vây. Quân Ngụy liều chết giữ thành. Mùa mưa đến, nước sông dâng cao, Vương Bôn liền cho dẫn nước sông Hoàng Hà vào thành. Thành Đại Lương bị ngập lụt 3 ngày, tường thành nhiều chỗ sụt lở. Quân Tần theo đó vào thành bắt sống vua Ngụy, nước Ngụy diệt vong. Sau khi diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Doanh Chính lại chuẩn bị đánh Sở. Lão tướng Vương Tiễn tâu rằng nước Sở hùng mạnh phải có 60 vạn quân mới thắng được, còn viên tướng trẻ Lý Tín tâu rằng chỉ cần 20 vạn. Doanh Chính liền phong Lý Tín làm đại tướng, Mông Điềm làm phó tướng, đem quân đánh Sở.
Vương Tiễn cáo bệnh về nhà dưỡng lão. Lý Tín đánh mấy trận đầu thắng lợi, chủ quan là tình thế thuận lợi. Không ngờ sau đó, Sở cử đại tướng Hạnh Yên đem 20 vạn binh mã dùng chiến thuật mai phục đánh bại quân Tần. Danh Chính liền thân chinh đến nhà Vương Tiễn, mời ông ra cầm quân đánh Sở, cấp cho ông 60 vạn quân. Vương Tiễn lần này xuất quân, đánh bại đại quân của Hạng Yên. Năm sau, Vương Tiễn cùng lão tướng Mông Võ, cha của Mông Điềm, đem quân tiếp tục tiêu diệt lực lượng còn lại của quân Sở, bắt sống Sở Vương Phụ Xô, nước Sở diệt vong. Diệt Sở xong, Vương Bôn thay cha làm đại tướng, viễn chinh Liêu Đông, bắt sống vua Yên, tiêu diệt tàn quân của công tử Giá, nước Triệu. Như vậy, 6 nước chỉ còn có Tề. Lúc này vua Tề mới khẩn trương vội vã tập trung quân đội lại, tại phía tây nước Tề, chuẩn bị chống đỡ. Năm Tần Vương Chính thứ 26 năm 221 trước công nguyên, để tránh quân chủ lực của Tề ở phía tây, Vương Bôn đem đại quân tiến thẳng từ phía bắc xuống nam, tới tận kinh đô Lâm Chi. Đồng thời, Tần lại phái sứ giả đến đàm phán với vua Tề, hứa cấp đất, phong tước. Trước tình thế đại quân đối phương ở sát nách và sự dụ dỗ về chính trị, vua Tề đầu hàng, nước Tề diệt vong. Tần Vương Danh Chính xưng đế, lấy niên hiệu Tần Thủy Hoàng, chấm dứt cục diện cát cứ và phân tranh hỗn loạn của các chư hầu, lập nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe những nội dung đầu tiên thuộc Thiên Một Kế của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của Thiên Một này cũng như những thiên tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.